tháng không tắm anh nghĩ. Sáng mai là do cơ hay do tắc máu ấy, do bị tắc, tắc mạch nên kinh mạch có khả năng nó không bị lành đấy nha. Rất hay bị cúm mẹ, sổ mũi nhất đâu. Chắc là luyện tập chưa đủ anh nhỉ, chưa đủ khí công anh nhỉ? Không luyện lắm. Không, chả luyện gì. Có ai dạy rồi anh mà em luyện. Cái chân của ông già em thấy có chữa không anh? Ông này hả? Khó nhỉ nhỉ? Thấy bị khó đó, bởi vì ông đã bị tiểu đường. Tiểu đường rồi huyết áp. Tiểu đường là cái vùng ấy bao giờ ông bị ấy. Rồi ông bị suy là độc vô đúng cái vùng mà không thể nào. Cái vùng mà lúc nó bị thương ở đó là rất là khó lành. Chân ông càng ngày càng đen. Đi massage chân này gọi là lymph drainage. Lymph drainage là lâm mấy cái hạt hạch á. Còn massage là foot reflexion. Thế nhưng mà nó đi foot massage nó làm thì nó có làm đúng như kiểu của anh dạy không hay làm kiểu khác anh nhỉ? Lại làm kiểu khác anh nhỉ? Anh ngồi dài phút massage rồi đó. Không đấy, anh chỉ cho em cái... Không, cái này là thuộc về năng lượng sinh học ấy. Dạ. Quay em bác. Quay người quay xuống. Quay trên quay xuống. Dạ. Đợi thế nào? Con hơi căng một chút. Căng ở phần chỗ này đây. Ok rồi.